tình của Alessandro và Gabriele đang tắm thiết thì bà Antonio phát hiện danh tính bố đứa bé con trong trường hợp em không để ý, thì anh đang hỏi cưới em đấy. Vậy em có đồng ý cho anh mượn bàn tay của em không? Con đã ngủ với cô ta. Vậy mà cô ta còn dám xuất hiện trong vòng tay của anh con. Con đã đeo mặt nạ. Và con đã cưỡng bức cô ta. Con cưỡng bức cô ta sao? Fernando, trả lời đi. Con chưa bao giờ cưỡng bức cô ta. Con hiểu chưa? Nếu như có ai đó biết được chuyện này, con cứ nói là cô ta đã dâng hiến cho con. Gabriella không phải là người lẳng lơ. Mẹ hãy cẩn thận lời nói. Tình yêu của họ sẽ ra sao? Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Người đàn bà ẩn danh, phát sóng 17:30 trên kênh TTV. Khi sự xảo trá chính không là thể người đã gây kín ra vụ lật xe và hại chết chồng của Harry, nhưng cô ta không muốn phải trả giá, cho nên đã đổ hết tội lỗi lên đầu ba dượng mình và bỏ rơi em gái cùng mẹ khác cha, sau đó đổi tên thành Park Sera như bây giờ. Xin chào Tổng giám đốc Park. Đúng thật là tôi không thể ngờ được, bấy lâu nay cô sống rất gần tôi. Tôi không có gì phải sợ hết, vì người gặp rắc rối không phải là tôi, mà là cô đấy. Ba còn nhớ trước đây, ba muốn tìm ra người chị đã bỏ rơi Hongxi. Hongxi à, chúng ta nhất định sẽ tìm ra chị gái của em. Nói chị biết chị gái em tên là gì đi. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Con là một cô bé ngoan mà. Bởi vì họ đã phải xử lý ra sao khi biết được sự thật? Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Khi chị em trả thù, phát sóng 20:30 trên kênh TTV. Kế hoạch đưa các con mồi vào trong. Cá cắn câu rồi. Hy vọng là con mồi khát nước, mừng thật nhiều tiền. Anh Tám viết giấy nợ vô đây giùm em. Viết rõ ra lý do và số nợ. Sau đó ký tên giùm em. Vội vã chạy đi tìm ba. Vì đã muộn rồi. Ba đã mất tất cả rồi con ơi. Đón xem Lạc Lối 21:35 các ngày trong tuần trên TTV.